Giới thiệu cho mọi người cái mẫu hàng đặt theo yêu cầu của khách nhé. Nói chung là đặt theo yêu cầu nhưng mà khách đưa kích thước số đo theo cầu Mộc làm luôn. Nhưng mà cái mẫu này làm ấy thì như Mộc nói là mẫu làm ra cái mẫu như thế này ấy, thì tất nhiên là bên nhân viên của Mộc cũng có tư vấn cho khách, nhưng mà như thiết kế mà lên ấy thì thay đổi kích thước thì nhìn nó rất là thô. Bởi vì như cái góc nhìn nếu mà mọi người nhìn bên ngoài ấy, bởi vì cái mặt này khách đặt là dày 3 phân này, mọi người thấy không? Dày 3 phân này. Đấy, và cái chiều sâu của ghế bình thường là của Mộc là 43. Anh khách này anh đặt ra là 47. Mọi người thấy không? Chiều sâu là ra 47. Và bề ngang cũng là lớn ra luôn. Bề ngang là ra là 46 luôn. Đấy. Thì Mộc sẽ phải kéo thêm cái yếm viền này ra, kéo thêm cái này ra, kéo ra cho nó lớn. Nhưng mà khi mà mọi người lên cái dáng ghế ấy, thì như mọi người nhìn trên ống kính thì không thấy rõ, nhưng mà Mộc nhìn bên ngoài ấy, thì cái ghế này nhìn nó rất là thô. Nghĩa là nó cứng cáp thì nó cứng cáp, nó tốt thì nó tốt, nhưng mà nhìn nó thô. Và nữa là cái chiều sâu của nó, bởi vì khi mà mọi người biết là cái chiều sâu của Mộc là 43 là đã tính toán kỹ rồi nha. Còn khi mà mọi người ra 47 ấy, thực sự là cái chân này ngồi ấy thì nó cũng hơi cấn. Mày hiểu không? Nghĩa là nó cứ cấn cấn ở chỗ cái góc này này. Đấy. Chứ không phải là cứ sâu, càng sâu là càng tốt nha mọi người nha. Sâu ở một mức mà mình cân đối và mình ngồi nó độ nó thoải mái thôi. Nó ngả ra thì cũng ok đấy. Nhưng mà cái độ sâu thì Mộc không đánh giá cao. Đấy. Nhưng mà khách hàng thích, thích như vậy thì Mộc vẫn làm theo yêu cầu của khách mọi người. Bởi vì ý kiến của khách hàng thì khách hàng thích như vậy thì Mộc làm theo như vậy thôi. Còn cái ghế bình thường của bên Mộc nó sẽ là như thế này. Mọi người thấy này, mọi người sẽ thấy do cái ghế là nó cân đối là từ bên tay này nó xuống cái bên mặt. Và cái chiều dài, chiều sâu của nó cũng cân đối. Và cái mặt này ấy, thì mặt của nó là mặt 2 phân, nhưng mà Mộc chè đi làm thì còn 1 phân 8. Thì Mộc nói là cái mặt này thôi này, cái mặt dày nếu mà bình thường là dày 1 phân 1 thôi, mọi người xài 7-80 năm nó cũng không có hư đâu nha. Mọi người phải biết là gỗ nó bị nứt xẻ hay không nứt xẻ là do cái độ khô của gỗ, và nữa cái là cái hệ đỡ phía dưới. Nghĩa là mọi người làm đã vô đúng chuẩn rồi thì cái mặt chỉ cần 1 phân đến 1 phân 1 thôi là mọi người xài 60-70 năm, xài cả 100 năm vẫn được nha. Đấy, chứ không phải là càng dày càng tốt đâu nha mọi người nha. Nhiều người ta không hiểu về đồ gỗ hay là mọi người làm ấy, cái ghế nhiều khi bây giờ cứ đua chen nhau ghế phải làm dày 5-7 phân hay gì. Mộc nói thiệt nhé, cái mắt thẩm mỹ của Mộc nha, nhưng mà Mộc nhìn vô mấy đấy nhìn quê mùa vãi cái trường luôn ấy. Thực sự là Mộc nhìn những cái sản phẩm đó ấy, là Mộc không có ưa đâu, bởi vì cái thiết kế là ra sai thiết kế, mẫu mã nhìn không cân đối, nhìn thô. Đấy, cái đấy là cái góc nhìn với cả quan điểm của Mộc khi mà Mộc tư vấn nhá. Anh làm là cái bản đỡ này là 5 phân. Cái bình thường của Mộc hình như là 4 phân sao. Anh đặt bản chân này cũng vậy này. Thấy anh đặt ra 5 phân luôn. Đấy. Nói chung là khách hàng thích đặt theo yêu cầu, thích làm cứng cáp hơn thì cái này thì cũng được. Đấy. Còn riêng cái mặt bàn là khách hàng cũng đặt theo số, theo yêu cầu nha mọi người nha. Đấy. Mộc có làm theo yêu cầu hết. Bình thường mặt bàn của Mộc sẽ là dài 1m97, ngang 97, nhưng mà anh khách này là anh lại đặt là cái bàn này là dài 2m05. Đấy, đây cho mọi người coi, 2m05. Đấy, mọi người thấy lại không? Còn nếu mà ngang thì của Mộc là ngang 97 thôi, thì anh lại đặt ra là 1m07. Đó. Và cái bộ của anh làm cũng là bộ 10 ghế mọi người nhá. Đấy, tựa là tựa 2 phân này. Bình thường của Mộc là bộ 8 ghế, còn anh đặt bộ 10 ghế. Bộ này của anh là giá là tới là 48.900. Đấy, 48.900. Bộ 10 ghế. Mặt này mặt 3 phân nhá mọi người nhá. Xong rồi tất cả các bản bên dưới này anh đều làm dày hết này. Đây cho mọi người coi này. Cái bản này đều làm dày hết, đều là số của anh đưa cho dày hơn. Dày hơn của Mộc có 2 ly thôi, nhưng mà anh đặt dày hơn. Đấy. Làm đúng chất cây 100% nha. Đấy, bộ này là 48.900, bộ 10 ghế. Còn nếu mà bình thường cái mẫu mà bình thường của Mộc đây này. Tại vì nó lên mặt 3 phân nên nó mắc nhá mọi người nhá. Còn cái mặt này bình thường bộ này của Mộc là 27.900 một bộ. Nhưng mà bộ 8 ghế thôi nhá mọi người nha. Đấy, 8 ghế thôi. Này bộ của anh này.
hàng lựa cây từ trên xuống dưới. Rất là đẹp. Đấy. Đây là hàng của khách hàng nha mọi người. Đấy. Nhưng nhiều khi khách hàng sẽ đặt tùy mẫu mọi người. Nhiều khi đặt nhiều cái mẫu gọi là độc quá.